vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Diệu Thảo. Cô chào Minh Phương. Cô Diệu Thảo ơi, Minh Phương mới vừa được đi chơi Phan Rang về. Phan Rang thì em đi đâu? Đi rất là nhiều nơi đó cô, nhưng mà em ấn tượng nhất đó là em được đến thăm một vườn nho ở Phan Rang. Được tận tay vào bên trong hái những quả nho chín mọng nè. Và đặc biệt là em được ăn một cái loại canh làm từ nho rất là ngon. À, cô biết rồi. Canh nấu với lại cái gì? Nho đó cô. À, với nho hả? Rất là đặc biệt. Như vậy là cô biết món canh này rồi. Đó là một món canh rất là thanh nhẹ nè, nó có vị chua chua của nho phải không? Dạ, đúng rồi. Cô Thảo ơi, đến bây giờ mà em vẫn còn thèm cái món đó, hay là cô Thảo giúp em cũng như là quý vị khán giả làm một món canh từ nho được không ạ? Cô sẵn sàng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng thực hiện món canh gà nấu nho. Để thực hiện món ăn này thì các bạn cần chuẩn bị 2 cái cánh gà, 200g nho đỏ, 100g nấm rơm, bí ngòi, cà rốt, củ hành tây, ngò rí, một ít đậu bo, gừng đập dập, hành tím băm, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên các bạn đặt một cái nồi lên bếp để chúng ta chuẩn bị trần thịt gà. Và bây giờ thì nước sôi rồi nè, cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối, sau đó cho cánh gà vào. Trần cánh gà thì chúng ta làm rất là nhanh thôi. Minh Phương và quý vị khán giả có thể nhìn thấy là phần da phía bên ngoài cánh gà vừa hơi săn lại một chút xíu nè, thịt nhìn thấy có vẻ giống như là chín ở phía bên ngoài. Dạ. Thì chúng ta tắt bếp được rồi, chúng ta vớt cánh gà ra. Như vậy là chúng ta sẽ trần sơ qua phần cánh gà này, giúp khử mùi và đồng thời giúp cho phần nước canh sẽ trong và ngọt thanh hơn. Sau khi đã trần xong cánh gà thì bây giờ chúng ta sẽ cắt phần cánh gà này ra thành miếng vừa ăn. Sau khi chúng ta đã chặt ra xong thì các bạn sẽ ướp gia vị vào phần cánh gà này. Nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, kế đó là nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nữa. Nhớ lưu ý là chúng ta sẽ cho thêm một miếng gừng đập dập vào. Em giúp cho cô dạ. Trộn đều. Em trộn đều phần gà và gia vị này lên. Sau đó thì chúng ta sẽ chẻ đôi phần nấm rơm ra. Hai củ hành tây thì chúng ta chọn hành tây bi, tức là loại hành tây mà bé bé xinh xinh như vậy nè. Chúng ta sẽ ấn sâu vào củ hành thành những cái hình răng cưa hình chữ V như thế này nè. Sau khi chúng ta ấn sâu như vậy rồi, chúng ta dùng tay nè bóp nhẹ thì chúng ta có thể tách đôi cái củ hành tây ra. Bây giờ đến phần tạo hình cho cà rốt và bí ngòi. Và chúng ta sử dụng một cái muỗng chuyên dụng để mà chúng ta trang trí đó. Các bạn sẽ ấn sâu vào để tạo nên những cái vòng tròn. Tương tự như vậy chúng ta sẽ múc đối với cà rốt. Như vậy tất cả các nguyên liệu chúng ta đã tỉa xong sẵn sàng, cả bí ngòi, cà rốt và nguyên liệu gà chúng ta cũng đã ướp. Bây giờ các bạn sẽ đặt một cái nồi lên bếp để chuẩn bị nấu canh. Cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng thì chúng ta sẽ cho một ít hành vào như thế này, đảo đều. Phần hành tím băm bắt đầu vàng rồi, chúng ta sẽ cho cánh gà vào và chúng ta đảo đều lên. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cho phần nấm rơm vào. Và kế đó các bạn sẽ cho thêm vào khoảng 1 lít 2 nước vào trong nồi canh. Trong thời gian này thì các bạn nhớ lưu ý chúng ta không có đậy nắp mà chúng ta phải mở nắp ra. Và bây giờ thì Diệu Thảo sẽ nêm thêm gia vị vào nước canh. Nêm thêm khoảng nửa muỗng cà phê muối nè, một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Kế đó thì chúng ta sẽ lần lượt cho những nguyên liệu lâu chín vào. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho đậu hòa lan vào, phần cà rốt. Cô Thảo ơi, còn phần nguyên liệu chính trong món canh ngày hôm nay của chúng ta đó chính là nho. Thì chúng ta phải chuẩn bị nho như thế nào hả cô? Các bạn sẽ chọn những trái nho chín giòn để canh ngon và có vị chua thanh. Cho nguyên liệu hành tây vào, cho tiếp đến nguyên liệu bí ngòi. Wow. Cuối cùng là chúng ta sẽ cho nho vào. Đây là nguyên liệu mà chúng ta phải cho vào giữa giai đoạn cuối cùng để nho không bị nát. Và chúng ta sẽ múc món canh này ra. Điểm thêm một ít ngò rí vào. Và bây giờ thì cô sẽ múc để cho Minh Phương thử món canh này nha. Dạ. Đầy đủ hết tất cả các nguyên liệu rồi đây. Wow, cảm ơn cô Thảo rất là nhiều. Ngon quá cô Thảo ơi. Minh Phương không nghĩ là cái phần nước canh nó lại ngọt nè, chua chua mà lại thanh rất là tự nhiên. Chúc quý vị thành công với món ăn của ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, khi xem chương trình, nếu như quý vị muốn tìm hiểu thêm các công thức nấu ăn thì hãy truy cập vào website của chương trình món ngon mỗi ngày.com. Còn bây giờ, đầu bếp Diệu Thảo và Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.